chào các bạn nha. Thì bây giờ là mình sẽ đi lấy vé Phương Trang về quê, nói chung lấy vé trước thôi, vì chừng tới ngày đi thì mình cứ đem vé đi, trong mà gọi là đêm dài lắm mộng nha. Đây là cái phòng vé ở thành phố quận 9, bây giờ mình sẽ vào đây lấy vé cho bạn xem. Trưa đúng không anh? Rồi. Ở dưới xong hết chưa? Rồi, cảm ơn anh nha. Như vậy là mình đã mua được, lấy được cái vé xe. Thì vé này là hồi mình mua online á, mình trả tiền hết rồi. Bây giờ mình tới mình lấy vé thôi. Lấy cái vé ra cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là vé của mình. Mình nằm ở A21 luôn, là nó nằm ở phía cuối giường á. Thì như các bạn đã thấy á, lúc lấy vé là các bạn phải đem theo cái chứng minh nhân dân và đọc được cái mã mua vé, cái mã vé đó, thì nhân viên người ta mới xuất. Và các bạn phải đọc đúng cái số điện thoại mà đăng ký nha. Rồi đúng số điện thoại đăng ký thì người ta mới cho mình lấy vé. Rồi như vậy thôi, mình kết thúc video đây nha các bạn. Thì khi mà lên xe mình lại tiếp tục mình quay cho các bạn xem cái hành trình mà về quê, về Quảng Ngãi ăn Tết có một thanh niên như thế nào. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở clip sau.